đó là Vàng Văn Quốc, Hoàng Văn Dung và Vàng Văn Hùng, và với sự góp mặt của một kỳ phùng đồng thủ đó là Vàng Văn Sinh đến từ Sinh Mạc Cai mang số 7 với thành tích và vòng đua cũng rất là cao. Nó mà ngã được cũng phát rồi đấy. Mà vẫn con ngựa đấy hả? Vẫn con ngựa đấy mà. Nó phải thế. Thay thì nó con yếu nó chạy loại. Con nằm ở dưới nắng. Sinh Simacai số 67, Thằng Văn Dùng Na Hối số 18, Vàng Văn Huỳnh Na Hối số 12 và Sùng Xeo Chén Tả Văn Chư số 28. Như vậy là sau khi tính thành tích cũng như là tốc độ và kết quả thi đấu thì số 28 Tả Văn Chư cũng sẽ tham gia vòng chung kết. Kính thưa các bạn, sáu hóa các hoạt động của văn hóa thể thao. Tại giải liên hoan năm nay đã có 47 công ty doanh nghiệp cá nhân và người tài trợ kinh phí nạo vật và giải khuyến khích, đồng thời trao giải đồng hồ cho các đơn vị và các xã đạt thành tích nhất nhì ba đồng hồ. Chúng tôi xin đồng hồ công chúa trưởng đoàn và các huấn luyện viên nhất là các đoàn thủ đô và các cá nhân đạt kết quả nhất nhì ba và tư. Chúng ta sau khi kết thúc ban tổ chức sẽ tổ chức trao giải ngay tại khán đài. Và xin nhắc nhở các chủ đoàn và các huấn luyện viên và như vậy là vòng chung kết đã được bắt đầu. Xin thank you.
19. Tại vòng bán kết với 8 lượt đua, tổ trọng tài đã xác định được 16 đại ngựa có thành tích cao nhất lọt vào vòng chung kết. Và sau 5 lượt thi đấu, 4 vận động viên xuất sắc đã giành giải nhất, nhì, ba và khuyến khích tại mùa giải năm 2015. Sau đây ban tổ chức thông báo kết quả như sau. Vận động viên Thàn Văn Dùng mang áo số 13 đến từ xã Na Hối, huyện Bắc Hà về đích đạt giải khuyến khích tại mùa giải đua ngựa năm 2015. Vận động viên Vàng Văn Huỳnh mang áo số 12 đến từ xã Na Hối, huyện Bắc Hà đạt giải ba mùa giải đua ngựa năm 2015. Vận động viên Vàng Văn Sinh mang áo số 7 đến từ huyện Simacai đạt giải nhì tại mùa giải đua ngựa năm 2015. Và giải nhất, vận động viên Vàng Văn Quyết mang áo số 17 đến từ xã Na Hối, huyện Bắc Hà đạt giải nhất tại mùa giải đua ngựa năm 2015. Tiếp theo chương trình là lễ trao giải cho các vận động viên xuất sắc, các đội đua đạt thành tích cao của mùa giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà năm 2015. Sau đây là chương trình trao giải cho các vận động viên xuất sắc đạt thành tích. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời giải đồng đội